Chúng ta lại đến với phim Mỹ. Chương trình được tài sản để làm tên Mai. Chúng ta đến với buổi phim Mỹ hôm nay. Hai ba phần ba. Chúng ta còn 20 phút nữa là đến phim 9 giờ. Cái mốc này cho chúng ta một cái kịch bản, đó là 01, 03, 06. Các tư duy của điểm vùng không dầu chẵn với cái thang giá chẵn 2300 là lên 2303, 2306, nó kỳ vọng về 22 9 9 22 96. Hello, nào chúng ta vào đi ạ. Chúng ta có khung H1, cây nến đang được luận về giải giữa của đường Ichimoku, sau đó được thắt chặt và thay đổi độ dốc của Parabol và Bollinger Band. ADX30 tiếp cận 35, RSI các vùng 4, 45, 50 cho cái sự trung tính để đẩy đi lên. Ta vẫn có các cái thông tin. Hello, hello, mua thành lập mình được. Ta có mốc 0609. À, comment 0609 đi, một lần 03 0609. À, các mốc này đừng quên Udemy nhé. Ta có cái khóa học hôm nay trong Udemy tìm kiếm từ khóa thì có ra. À, từ NLP NLP. Xin chào, cho một đường like đi, 0306 09, 306 09, Parabol tốt 04 rồi, nó có 0609 rồi. Xin chào, 0306 09, một tháng lợi Parabol tốt trong cái khung chúng ta comment số 17 bốc đá Tower kẻ bốn kẻ cháy nhiều nhất, bao gồm một là thằng đánh phân tích cơ bản, hai là phân tích kỹ thuật, bốn là SRTP, năm là thằng đánh dài hạn là thằng cháy nhiều nhất. Đây, tarot trading nhé. Một đang tiệm Phật đã cảm thán từ 4 6. 4 6 xong 6 chèn tiếp. Xin chào Tâm Anh, Tâm An. Anh em cho tôi số 16 đi để chúng ta cho chào đón phim 9 giờ. Hôm nay thì chúng ta cũng mua theo điểm nổ của giá có cái mốc đó. Cung H1 cho cái điểm thay đổi của Parabol xa Bollinger Band được các nến xếp ở dải trên của Bollinger Band tiệm cận về đường giữa và khu giữa của đám mây Ichimoku. Các vùng ADX nó tiếp cận và phát sức mạnh nó lớn cho khi mà nó đẩy các cây nến lên. Các cây nến xếp ở dải trên Bollinger Band. Các cái mốc 6 nó có thể tạo ra một cái lưỡi cày để thay đổi cái vùng đảo chiều.
nhiều người vẫn chờ bán ở khung 2308, 2318. Tuy nhiên là trong phần này điểm nổ của giá là chúng ta vẫn kỳ vọng là mua cho cái đà nến vùng của giá cho cái vùng Bollinger Band này. Các cây nến đi về giữa của Ichimoku. M30 thì vẫn là cho các cái mốc lều tiều nhỏ xếp ở giải trên Bollinger Band. Mốc 02 chúng ta chưa vào, mốc 01 chúng ta vào, 01 chúng ta vào, 01 và 99 thì chúng ta sẽ vào tốt hơn. Có em ơi, có Kỳ Vũ với Vương sẽ báo cho bạn nhé. Em không sợ bị lùa. Hay đi đơn giản bạn để làm ra ngoài, bạn đứng bạn gọi tao muốn làm cho một cái thì các em đẹp chân dài đại diện cho cái hương đấy, hương đào và toàn đấy, nó đẹp lắm, nó mê. Vào 01 vào đi. Trưa nay đợi 99 vất vả hả? Công việc thôi. Vào 01 ở các trạng thái 01 đi. Thế IB ở inbox là ok. Thế IB đơn giản mà. Em ra giữa đường em bảo tao muốn đánh với cái người ta, em lao vào như thế nào. Nó bảo em chào anh. Ngày nó gọi 15 cuộc. Em đánh đi. Đấy nó đơn giản lắm. Rồi. Dung 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 chát với lại có một con gà bên Tâm An với nhỉ. Chúng ta mua các vùng 01, 00, 01, 00, 99, 01, 00, 99. Cho tôi một số 14 đi à, 14 à. 01, 00, ta mua 00, về 00. Mua 01, 00, 99. À, Tuyến, ok, Tuyến, ok. Không chín chín về tuyến OT em không không được, không không được phản các mốc của điểm à, cái đấy là cái giọng của anh đấy em, cái thang giọng đấy em ơi, đấy nó sẽ kêu, nó sẽ nháy để cho nó tập trung vào đó, cái tốc nó đỡ quá cái mặt với em. Nào chúng ta comment 0306 đi ạ, 0306, 0306, 0306. Chúng ta có khoảng mốc nữa, 0306. 306.
2027. Chúng ta chú ý Udemy nhé. Udemy. Trong đó có một Tarot Trading rất là tình cảm. Và còn 10 phút nữa comment số 10 nữa. Comment liền. Chúng ta đang đón chào mốc 0306 và chúng ta comment tiếp 0609 nữa này. Có điểm giá này, có cơm canh cháo phở ở đây. Đúng không? Cơm canh cháo phở. Nào, comment đi à, 0306 à, 0609 à. Nào, comment 0609 các cụ ơi. Mạnh mẽ lên, mua thật lực, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, yếu sinh lý quá. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Rồi. Ai hôm nay vào sáng nay thì cho tôi comment số 1 nhá. Comment số 1 sáng nay nhá. Mạnh lên còn 8 phút nữa. 8 phút nữa, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. M30 à, QH1 này. Điểm rút chân là có xung lực mạnh. ADX tiếp cận 35. Xin chào, chào Răng. Chúng ta còn mốc 8 giờ. À, 8 phút nữa là 9 giờ. Điểm mở giải. Hôm nay ai theo dõi đủ 3 phiên, hôm nay đầu tuần đủ 3 phiên ấy. Á, Âu, Mỹ. Chương trình được tài trợ bởi RMT. Các mốc cho các bạn. Chúng ta đã cài được ở 0100 nữa. Thế mới sướng. 72303. Từ sáng Á, Âu, Mỹ đúng không? Á, Âu, Mỹ thích không? Thích không? Văn phòng có nhiều văn phòng lắm. Một cái điếu cày với lại một cái bàn với ba ghế là thành cái văn phòng nha. Các bạn ấy thích văn phòng ở đâu thì ông già sắm cho một cái điếu cày với lại hai cái ghế, một cái bàn. Công ty Forex thì nó có cái đéo đâu, toàn người mà. Đúng không? Mấy ông nhân viên chăm chỉ, alo em chào anh có đánh như này không? Quất đi. Đa số là quất cùng với ông già thế thôi. Công ty có văn phòng đéo đâu, toàn vô vẩn. Một hai thằng người, một cái bàn, một cái ghế, cái điếu cày nữa thành văn phòng. Đấy, đừng có hỏi câu ấy làm gì cả. Quánh thật lực đi, tập trung vào sắp sửa chốt chốt đi. Chương trình được tài trợ bởi LNT. Nó việc ở như vậy đấy, tập trung vào đánh thắng, tập trung vào văn phòng Forex thì nó không có cái gì cả, có cả con người thôi đúng không? Một thằng người, hai cái ghế, một cái bàn với một cái điếu cày là thành một văn phòng Forex nhé. Bây giờ có vẻ thời đại lùa gà văn phòng đẹp, sau đó khách hàng đến công ty anh giàu quá, xong đội em nộp tiền vào nhé, không có cái việc đấy. Thích không? Thích như nào? Có phiên đúng không? Chương trình được tài trợ em đặt tên. Chúng ta comment 030609 nào, 030609, 030609. Chốt là thích chốt chốt đúng không? Ok. Đừng quên Udemy nhá, đừng quên Udemy.